Hả? Bên chắn ngang đường. Người đi đâu nhở? Không biết. Đường này cũng trơn này. Không biết là đi đâu nữa. Chắc là trước là chưa có đường này. Ngồi đi. Ngồi đi. Trước là chưa có đường trên trên mấy kè. Đi 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 đi. Tàu hết tay chưa? À, đây. Đây. Đường gì cao cao qua được, xe này làm gì chẳng qua được. Đang nghỉ lại. Xe có kiểm lâm họ đi ấy. Trong này chỉ kiểm lâm. Clip hả? Gỗ đầy đây mà lâm tặc không vào lấy. Rất là tặc rồi, không mang ra thì có điện. Ôi, bọn kia nó đi bộ về trong trong chùa á. Cũng mấy thế nhở, không tài thế nhở. Đi chùa là phải có tâm. Đúng rồi. Như hôm lên Tây Thiên ấy, bạn thấy họ từng người góp từng viên gạch ấy, vác lên là gì nữa.
xanh lên để ấy mà, để xây bên trên mà. Ôi xanh lên để xây ở bên trên, nhưng mà biết đâu lại từ xuống để bán được. Này thành tâm lại hạ xuống lần nữa. Đúng rồi. Tức là bật mượn tay các chúng sinh. Quân ơi, là báo vàng rồi, có cần phải cắt bớt